Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay shop Lưu Quốc Đồ Xưa xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị em là có về một số sản phẩm đồ gỗ. Đầu tiên ngày hôm nay shop giới thiệu là một cái tủ áo. Tủ áo này chất liệu là bằng cẩm lai, tổng thể bằng cẩm lai phía trước mặt và chân là chân bóng đồng cẩm lai luôn nha quý cô chú nha. Hông vỏ đỏ, xin mời quý cô chú tham khảo. Dạ đây là tổng thể của cái tủ áo nha quý cô chú nha. Đây tổng thể cái tủ này thì gồm có hai cánh và hai hộc, cô chú thấy nha. Mình sử dụng cái tủ này, tủ Sài Gòn xưa nha quý chú, tủ Sài Gòn xưa. Quý cô chú thấy từ xa bên đây thì mình móc áo lên đây, ở đây thì mình móc áo hai quý cô chú nha. Còn bên đây đã gồm có ba ngăn ha, nó có ba ngăn cũng làm ngăn gỗ cho quý cô chú để đồ ha. Dạ bên đây móc áo, bên móc áo thì là một tấm kiếng nha quý cô chú. Còn tay thì tay gỗ. Cái cánh bên đây là một toàn bộ cẩm lai hết, cái khung trước cẩm lai hết và dưới hai cái hộc cũng cẩm lai luôn. Đây là tự phía trước mặt nha quý cô chú nha, gồm có hai hộc nhỏ và hai cánh lớn. Bốn chân thì móng đồng nha quý cô chú nha, bốn chân móng đồng, có cẩm lai luôn, chân cẩm lai luôn, phía trước là chân cẩm lai. Đầu tiên shop giới thiệu là một cái cánh cẩm lai, bên cánh cẩm lai nha quý cô chú nha. Phía trên này nó có một cái đường viền là 5 phân ha, một cái đường đường viền xung quanh, ấy cái này đường viền trên cái nóc cao nhất nha, 5 phân. Tiếp theo là có cái khung khung cẩm lai đố bá súng. Những cái tủ Sài Gòn xưa này là hay đố bá súng nha quý chú nha. Những đồ Sài Gòn xưa thì cái những cái đố bá súng giống như tủ buffet, tủ áo rồi hay làm cái kiểu bá súng này nha. Đây là một cái khung cẩm nha quý cô chú nha, một cái khung cẩm lai. Nguyên cái tấm cẩm lai nha, liền lạc nha quý cô chú nha. Nói chung một tấm cẩm này là lành. Tấm cẩm này rất là lớn quý cô chú ơi. Có tới 34.5 một tấm nha, bị ngang. Độ dài là 1m2. Đó, một tấm cẩm rất lớn to nha, có nu nữa nè quý chú ơi. Một tấm cẩm nha, một tấm cẩm lành nha. Cái này shop chỉ mới xả ra nha quý cô chú nha. Quý cô chú là đánh, cầm đánh bẹt đi lại thì sắp đánh, còn quý cô chú đem về sử dụng vẫn được nha. Dạ shop đã xả ra sạch sẽ và cho thấy vân gỗ. Tiếp theo là cái sóng mũi giữa nha quý chú nha. Cẩm lỗi sóng mũi này là có bề nghe là 14. Đây cẩm lỗi hết rất đẹp, một tấm ở giữa ha quý cô chú nha. Dạ một cái sóng mũi trải dài lên cái hàng chỉ, cẩm đẹp quá cô chú. Dạ cái này ta nắm bằng cây luôn nha quý cô chú nha. Này cây. Để tiếp theo là mình, đây là một cái cánh cửa, khung cửa nha quý cô chú nha. Cái khung cửa phía dưới xung quanh là cẩm lai, đố bá súng cẩm lai luôn. Bên kiến là bên mé tay phải, còn bên cánh cửa bên một tấm cẩm là bên trái nha, cái này là bên phải nha quý cô chú nha. Dạ bên đây cũng chỉ là một cái khung và tấm kiếng thôi.
phía dưới là hai 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 hộp cẩm nha quý cô chú nha. Dạ, hai hộp cẩm lai, hai cái hộp. Đó. Cánh bên trái, cánh bên phải và cánh bên trái là một loại cây cẩm lai. Làm hai cái hộp hai quý chú nha, để mình kéo ra mình đựng đồ. Hai cái hộp để mình đựng đồ. Cái đây cái đố ba súng đó nè quý cô chú ơi, cái đố đặt luôn nha. Cái đố này là rất là dày nè. Một cái đố này rất là lớn. Cái này là vậy 7 phân nha quý cô chú nha. Một cái tấm cẩm 7 phân. Một cái tấm cẩm luôn nha quý chú nha, nằm dưới cái hai cái cửa. 7 phân. Và vậy là 2 phân rưỡi nha quý chú nha. Đó, một một cái thanh cẩm. Tiếp theo là hai cái chân cẩm lai luôn quý chú ơi. Hai cái chân cẩm lai nó đi xéo nha, vuông, xéo, lắc xéo. Tại vì cái phơm này á, là người ta chế tác theo cái kiểu bá súng nè. Đó, tiếp theo cái chân đồng. Chân đồng xéo nha quý chú nha. Chân cẩm lai luôn quý chú ơi. Dìm cẩm lai, chân cẩm lai hết. Chân cẩm lai là được là 5 5 vuông, 5 và 4 vuông ha quý chú nha. 5 và 4 chân móng đồng cẩm lai luôn. Nói chung tổng thể là phía trên này cẩm lai hết. Và luôn cái bá súng. Quý chú thấy cái bá súng này đo cái mấy nè. 4 phân và 5 phân vuông nha. Rất là dày quý chú ơi. Tại cái tủ áo là phải làm cho dày. Đố đặt cẩm lai và chạy vòng trên lên trên luôn. Này đố cẩm lai hết, chạy dài lên đây luôn nha quý chú nha. Trên đây cũng cẩm lai luôn. Rồi xong bắt đầu cái đố bá súng này kết nối với một cái tấm gõ bên hông bên trái. Tấm gõ một tấm nha quý chú nha. Tấm gõ đỏ, cái này mới xả mộc thôi nên nhìn thấy thấy mộc của nó. Quý cô chú nào cần bẹt ni lại thì sắp phải làm nha. Một tấm gõ. Một tấm gõ quý cô chú thấy ba súng xéo. Tủ Sài Gòn xưa là hay như vậy nha quý cô chú nha. Tủ này Sài Gòn xưa. Đi xéo lên. Những cái tủ buffet cũng làm như vậy nè. Dạ tiếp theo đây phía sau cũng sạch sẽ nha quý cô chú nha. Phía sau cũng bằng gỗ. Phía sau, cái này phía sau. Dạ. Đây là cái bên hông của bên phải, hồi nãy là bên trái. Bên trái, cái này bên phải nha quý cô chú nha. Chân cũng chân xéo nè, chân móng đồng. Tất cả cái tủ này chân móng đồng. Hai chân trước cẩm lai nha quý cô chú nha. Đó, cẩm lai. Tiếp theo cái bá súng và cái mặt một tấm. Bên phải nó có một tấm nha quý cô chú nha. Dạ, một tấm gõ. Quý cô chú nào cần mua bán trao đổi chứ quý cô chú và quý đồng nghiệp cần mua bán trao đổi thì điện thoại trực tiếp đến shop xem hàng hoặc là shop sẽ đến trực tiếp tại nhà của quý cô chú. Rất mong sự hợp tác của quý cô chú và quý đồng nghiệp để ngày càng lan tỏa nhiều sản phẩm cho quý cô chú nào chưa biết đến. Dạ xin cảm ơn. Một cẩm nha, ba súng cẩm. Cái ba súng cẩm rất đẹp nha quý chú nha, rất là dày. Lỗi không mà quý chú ơi. 4 phân, rất là dày nha. 4 phân và 5 phân rất là dày, cẩm lai. Nó chạy dài lên trên luôn. Nói chung cái tủ này cũng còn đẹp quý cô chú ơi. Ít có bị răng tóc nhiều. Dạ sau đây sắp xin nhắc lại. Đây là cái tổng thể của tủ áo Sài Gòn xưa.
chất liệu là cẩm lai, toàn bộ phía trước mặt là cẩm lai, từ cái bá súng, hai cái bá súng hai bên nha quý cô chú nha, và chân móng đồng cẩm lai luôn nè quý cô chú ơi, chân trước cẩm lai luôn, tổng thể phía trước cẩm lai, chỉ có bên hông là gõ đỏ. À, tủ áo Sài Gòn xưa nha quý cô chú nha. Dạ, sau đây sắp xin đo tổng thể của cái tủ Sài Gòn xưa này. 119 nha quý cô chú nha, chiều ngang 119 là lớn nhất, phía trên này là 117, tại cái bá súng nó xéo quý cô chú nha, trên đây là 117, ở dưới đây là 119. Chiều cao tổng thể của cái tủ này là 190, chiều cao là 190, chiều sâu tủ lớn nhất là 53.5, trên đây là 51, trên đây nhỏ hơn 2 phân nha quý cô chú nha, phía trên này là 51, ở dưới là 53, độ sâu của cái tủ này vô, hai bên hông gõ đỏ. Sau đây shop xin báo giá cái tủ Sài Gòn xưa này với giá tiền là 4.9 triệu nha quý cô chú nha. Cái này shop không xin bao ship, không bao ship nha quý cô chú nha. 4.9 triệu cho cái tủ cẩm lai này, tại cái này giá cước nó cũng hơi cao nên sắp bán tại đây là 4.9 triệu nha, tại cái đồ này rất là nặng quý cô chú, không có bao ship được. Quý cô chú nào có cần đi giao hàng toàn quốc á thì shop sẽ đặt bên công ty vận chuyển sẽ vận chuyển cho quý cô chú nha. Cái tủ này là mình đi toàn quốc được nha quý cô chú nha. Dạ, cuối video clip cũng cảm ơn quý cô chú đã xem hết clip này. Kính chúc quý cô chú sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và được bình an. Dạ, quý cô chú nào chưa đăng ký kênh thì giúp dùm shop bấm một cái đăng ký, bấm một cái đăng ký để cho mọi người cùng biết đến. Dạ, shop Lê Quốc Đồ Xưa xin thành thật cảm ơn.